Xót xa bữa cơm cuối cùng của bà Trương Mỹ Lan. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, con đường phạm tội của các tử tù là khác nhau. Có người gây tội vì thù hận, vì lợi nhuận, bị đồng tiền che mờ nhận thức. Lại có người gây án chỉ vì những phút không thể kiềm chế bản thân. Thế nhưng, với những người tù khi lĩnh án tử và trước giờ thi hành án, bữa cơm cuối cùng bao giờ cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Vậy bữa cơm cuối cùng của bà Trương Mỹ Lan chắc chắn cũng như vậy. Là người đầu tiên nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay. Từ khi phiên tòa sơ thẩm bắt đầu đến nay, đã hơn một tháng, bị cáo cảm ơn các cơ quan công an đã động viên chăm sóc suốt thời gian qua. Cảm ơn hội đồng xét xử, thẩm phán đã điều hành phiên tòa dân chủ, tạo điều kiện cho mình trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố. Tôi vẫn tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, công bằng đối với tôi và các bị cáo. Tôi và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua. Bà Lan nói và xin trình bày thêm một số nguyện vọng. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay, trong những ngày diễn ra phiên tòa và lúc trở về trại tạm giam, hàng đêm bà vẫn day dứt với câu hỏi, vì sao tôi và gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Những ngày trong trại tạm giam, bị cáo đã nghĩ nhiều về con cái và người thân. Bà Lan nói, điều đau đớn nhất suốt 17 tháng qua là vì tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước của bà đã đem hết tài sản đưa vào ngân hàng, đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB. Khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của Viện Kiểm sát, bị cáo không thể tin mình là kẻ chủ mưu, điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Tại phiên tòa, luật sư và Viện Kiểm sát vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận về tội danh tham mô tài sản. Bị cáo nói bản thân là doanh nhân nên hiểu biết về pháp luật có phần hạn chế, không hiểu hết các lý lẽ mà Viện Kiểm sát đưa ra. Vì vậy, bị cáo tha thiết xin hội đồng xét xử lắng nghe ý kiến bào chữa của các luật sư và của bị cáo để xem xét lại tội danh, đồng thời cung cấp bằng chứng về tội tham mô tài sản và đưa hối lộ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các doanh nghiệp đang vay tiền nằm trong khoản 1.284 tài sản tại ngân hàng SCB. Tôi luôn nhận thức đầy đủ tầm ảnh hưởng của mình. Nhìn nhận này xuất phát từ nhận thức của tôi, mong hội đồng xét xử đánh giá hành vi của tôi và các bị cáo trong vụ án này. Mong hội đồng xét xử không coi tôi là tội chủ mưu, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng của SCB ngày hôm nay. Mong hội đồng xét xử xem xét, đánh giá công bằng, bị cáo Lan nói. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nói đến sự thất bại của mình trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB. Việc tái cơ cấu không thành công khiến trái tim tôi đang bị rỉ máu vì không phải tôi làm dở. Tôi đã làm hết sức của mình. Bởi SCB là nơi mà tôi và cả gia đình, bạn bè, đối tác cũng như các cán bộ nhân viên đều đặt niềm tin vào sự phát triển. Mong SCB vươn tầm ra quốc tế. Mong muốn đó của tôi đến nay đã không trở thành hiện thực. Tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình đến chính phủ, cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa của mình, bị cáo Lan trình bày. Bị cáo còn cho rằng, dù bị buộc tội nghiêm khắc, nhưng bên trong nhận thức của mình và gia đình bị cáo đã cố gắng sử dụng toàn bộ tài sản ngoài kê biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các bên liên quan. Các luật sư bào chữa cũng luôn động viên, hỗ trợ, phối hợp với gia đình để làm sao có thể giúp cơ quan tiến hành tố tụng và hội đồng xét xử tốt nhất. Mong hội đồng xét xử ghi nhận hành động này của bị cáo và gia đình. Trình bày thêm về hoàn cảnh gia đình, bị cáo cho hay. Từ khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát, không còn biết có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có cơ hội gặp con cái nữa hay không. Từ đó bị cáo xin hội đồng xét xử hãy ghi nhận và xem xét những đóng góp của cả gia tộc đối với xã hội để có mức án nhẹ nhất. Bị cáo xin hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ và cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân và các bị cáo khác đáng được hưởng. Đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt tối đa cho các bị cáo liên quan đến vụ án này. Bởi mức án đề nghị của Viện Kiểm sát là quá khắc nghiệt,
Tất cả các bị cáo ở đây chỉ mong vào phán quyết của hội đồng xét xử. Vì vậy mong được xem xét thấu đáo các tình tiết của các bị cáo Trương Mỹ Lan nói. Tuy nhiên trước lời ăn năn trăng trối này, bà Trương Mỹ Lan vẫn không thể thoát được mức hình phạt kịch khung. Ngày 11 tháng 4, người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và trùm bất động sản Trương Mỹ Lan đã bị tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh kết án tử hình. Bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, bị buộc tội lừa đảo 12,5 tỷ USD, vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Hội đồng gồm 3 bồi thẩm đoàn và 2 thẩm phán bác bỏ mọi lập luận, bào chữa của luật sư. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo tiền mặt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, trong thời gian kéo dài hơn một thập niên. Các công tố viên cho biết tổng thiệt hại từ vụ lừa đảo hiện lên tới 27 USD, tương đương với 6% tổng sản phẩm quốc nội, GDP năm 2023 của Việt Nam. Với mức thiệt hại như vậy, thì việc bà Lan bị tử hình có lẽ cũng nằm trong đoán định của nhiều người. Giờ đây, khi mọi cánh cửa gần như 100% đã đóng lại, câu hỏi được đặt ra là những bữa ăn cuối cùng trong nhà giam của bà Lan sẽ là những bữa ăn như thế nào? Một số học giả cho rằng thông lệ bữa ăn cuối cùng bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, với mục đích xoa dịu người sắp bị trừng phạt bằng việc tử hình. Thời đế chế La Mã, các võ sĩ được ăn bữa tối thịnh soạn trước khi ra đấu trường. Tới thế kỷ 18, những phạm nhân tại London, Anh, nếu giàu có hoặc được ưu ái có thể được ăn tiệc với khách ở ngoài nhà tù vào buổi tối trước ngày bị hành quyết. Hôm sau, trên quãng đường tới giá treo cổ, đoàn hộ tống theo thông lệ sẽ dừng lại tại quán rượu để cho tử tù uống cốc bia giải khát cuối cùng. Tại Mỹ, thông lệ bữa ăn cuối cùng được cho là du nhập từ châu Âu Trung Cổ. Khi ấy nhiều người mê tín tin rằng, ra đi sau khi được ăn ngon thì sẽ không oán giận. Ngoài lý do mê tín, việc tử tù chấp nhận bữa ăn cuối cùng cũng được coi là hành động mang tính tượng trưng, cho thấy họ đã làm hòa với cộng đồng, với đao phủ, thẩm phán và nhân chứng. Tù nhân được ăn gì trong bữa ăn cuối cùng cũng tùy thuộc rất nhiều vào chính sách của địa phương giam giữ. Ví dụ, trước khi bỏ án tử hình, vào đầu những năm 1970, bang New York rất hào phóng, cho phép tử tù gọi gà rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa và thuốc lá. Bang Florida để tù nhân chọn món trong hạn mức lên đến 40 USD, trong khi một số bang như Oklahoma chỉ cho 15 USD mỗi khẩu phần. Ở bang Texas, thông lệ bữa ăn cuối cùng được áp dụng năm 1924. Một số tử tù thường gọi số lượng phần ăn tráng miệng bằng với số lượng bạn tù, coi như quà tiễn biệt vào đêm hành quyết. Tới tháng 9 năm 2011, tử tù tên Lauren Brewer gọi rất nhiều món gồm 2 miếng bít tết gà, 3 bát fajitas, bánh hamburger phô mai, nửa cân thịt nướng hun khói, 1 bát đậu bắp nướng, bánh pizza, 1 thìa kem. Nhưng cuối cùng bỏ ăn vì lý do không đói bụng. Hành động ngỗ ngược của Lauren khiến Sở Tư pháp bang Texas sau đó bãi bỏ thông lệ bữa ăn cuối cùng. Trước kia, tù nhân thường được cho uống rượu hoặc hút thuốc trước khi bị hành quyết, đặc biệt nếu phải đối mặt với tội xử bắn. Đây là hành động thể hiện sự thương cảm, nhưng cũng là để tử tù bình tĩnh, hợp tác hơn trong những giây phút cuối. Ngày nay, không tử tù nào ở Mỹ được phép uống rượu hay hút thuốc lá trước khi hành quyết. Trung Quốc cổ đại cũng có thông lệ cho người sắp bị hành quyết ăn bữa cơm cuối cùng, hay còn gọi là cơm đoạn đầu. Theo sử sách, lệ này xuất hiện sớm nhất từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau khi Sở Trang Vương dẹp yên các quý tộc và đại thần làm phản. Để thể hiện sự bao dung và thu phục nhân tâm, ông hạ lệnh cho người bị kết án được ăn bữa cơm ngon trước khi bị xử trảm một ngày. Sau đó các nước chư hầu cũng mô phỏng cách làm này. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng ra đi sau khi no bụng là sự ra đi tôn nghiêm, giúp tử tù đầu thai và gia đình tốt hơn ở kiếp sau. Ở thời Tống, Tống Thái Tổ, khi vừa mới lập quốc đã đặt ra quy tắc, mỗi tử tù trước khi bị hành hình sẽ được khẩu phần ăn đáng giá 5 quan tiền, đủ để có được bữa cơm thịnh soạn. Nhưng do quy tắc ngầm trong nhà lao và tham nhũng, số tiền này đã bị giảm đi đáng kể khi tới tay tử tù. Còn ở Việt Nam của chúng ta, bữa cơm cuối cùng của người tử tù có những gì? Căn cứ theo Điều 11, Nghị định 43 năm 2020 quy định về trách nhiệm của trại tạm giam, nơi giam giữ người bị kết án tử hình cụ thể như sau.
Trách nhiệm của trại tạm giam, nơi giam giữ người bị kết án tử hình. 1. Chuẩn bị các điều kiện và nơi làm việc theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình. 2. Bàn giao người bị thi hành án tử hình cho đội thi hành án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình. 3. Tổ chức cho người bị thi hành án tử hình ăn uống được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam, viết thư, ghi âm, nói lời cuối cùng. 4. Bàn giao cho gia đình thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền mà người bị thi hành án tử hình gửi lại trong thời gian bị giam giữ, nếu có. 5. Bàn giao hồ sơ của người bị thi hành án tử hình theo quy định. Đồng thời, tại Điều 27 Luật Thi hành Giam giữ, Tạm giam năm 2015 về chế độ ăn ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Chế độ ăn ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được đảm bảo tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện, nước sinh hoạt. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam ăn hết tiêu chuẩn. Ngày lễ Tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, Chính phủ quy định cụ thể, định mức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế ngân sách và biến động giá cả thị trường. 2. Người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị tạm giữ không quá 1 lần. Nếu gia hạn tạm giữ thì mỗi lần gia hạn tạm giữ được nhận quà 1 lần. Người bị tạm giam được nhận quà của thân nhân gửi đến không quá 3 lần trong 1 tháng. Định lượng quà là đồ ăn uống trong mỗi lần gửi, không vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, kiểm tra loại bỏ các vật bị cấm và giao đầy đủ cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi, chiếm đoạt quà, đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép gửi. 3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được đảm bảo an toàn thực phẩm trong ăn uống, cơ sở giam giữ tổ chức bếp ăn và được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc bảo quản lương thực, thực phẩm, nấu ăn, nước uống và chia đồ ăn theo khẩu phần tiêu chuẩn. 4. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam là 2m², được bố trí sàn nằm và có chiếu. Như vậy, theo quy định trên, thì bữa ăn cuối cùng của người tử tù sẽ được trại tạm giam, nơi giam giữ tổ chức cho người bị tử tù ăn uống bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày lễ Tết quy định. Đồng thời, ngày lễ Tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Từ đây có thể hiểu, bữa cơm cuối cùng của người tử tù có thể được ăn với tiêu chuẩn tối đa gấp 25 lần thức ăn của một ngày bình thường. Tại thời điểm này, người tử tù sẽ được ăn những món mà mình thích. Ngoài ra, người tử tù còn được viết thư ghi âm lời nói cuối cùng để nhắn gửi cho người thân, gia đình. Quả thật là đau lòng phải không quý vị? Quả thật là đau lòng phải không quý vị? Đối diện với làn danh sinh tử, thì ai còn quan tâm chuyện ăn uống ra sao đâu đúng không ạ? Còn nhớ vài ngày trước, bị cáo Trương Mỹ Lan xuất hiện tại tòa, được xếp ngồi hàng ghế đầu. Chồng của bà Lan, bị cáo Chu Lập Cơ, ngồi hàng đối diện cách nhau một lối đi. Phía dưới không xa là Trương Huệ Vân, cháu gái ruột của Trương Mỹ Lan. Họ là vợ chồng, con cháu và hôm nay ra tòa, cùng là bị cáo trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số tiền rút ruột tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB lên tới cả triệu tỷ đồng. Chúng ta và có lẽ rất nhiều người dân Việt Nam sẽ khó có thể hình dung được số tiền ấy lớn đến cỡ nào, phải so sánh như thế nào để dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Nhưng có một điều, chiêu trò phù phép để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan chẳng khác nào một bộ phim truyện kéo dài suốt 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022. Một trong những nguyên nhân sai phạm hơn 10 năm tại SCB không bị phát hiện đã được cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Đó là những thủ thuật hết sức tinh vi, những chiêu thức vô cùng bài bản, quy mô với hàng ngàn cá nhân, câu kết chặt chẽ, ràng buộc chằng chéo.
Tập đoàn này được ví như mô hình kim tự tháp, trong đó những cấp dưới của Trương Mỹ Lan lần lượt là người thân, anh em trong gia đình. Theo quy ước ngầm thì sự tin cậy và sự thân tín sẽ giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình. Khi tham gia vào mô hình kim tự tháp, các cá nhân được Trương Mỹ Lan trả lương, tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB tùy theo cấp bậc. Bộ sậu quan trọng nhất có vai trò giúp sức để bà Lan chiếm đoạt tiền, được chính bà tuyển chọn và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, bao gồm hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát, tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng trên một tháng, chưa bao gồm các phúc lợi khác. Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 3, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, là người đầu tiên được hội đồng xét xử gọi lên bục xét hỏi. Bị cáo Văn bị truy tố về tội tham mô tài sản. Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai chính bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa mình lên vị trí tổng giám đốc. Văn thừa nhận bà Lan cũng là người đứng sau điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng SCB. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn xác định rõ tất cả các khoản vay của Trương Mỹ Lan đều không đúng, nhưng vì bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần trong SCB nên bị cáo đã nhắm mắt đưa chân. Bởi lẽ Văn tin tưởng với chiến lược kinh doanh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Lan sẽ là nơi nương tựa giúp cho ngân hàng SCB phục hồi trong tái cơ cấu. Văn thừa nhận ngân hàng SCB chính là công cụ của bà Lan và bản thân Văn không được hùn hạp hay ăn chia gì mà chỉ làm thuê ăn lương. Khi biết có đoàn thanh tra vào thanh tra ngân hàng SCB, những lần Văn ra Hà Nội đều được bà Lan nhờ mang hộp trái cây gửi cho Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, trưởng đoàn thanh tra. Thời điểm đưa hộp qua, Văn không hề biết có bao nhiêu tiền ở trong đó. Tổng cộng Văn đã gặp và đưa cho bà Nhàn 3 lần qua, trong đó có một lần là 200.000 USD tại cơ quan, những lần còn lại tại nhà riêng, với tổng số tiền là 5,2 triệu USD, tương đương với khoảng 118 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền thì SCB không bị thanh tra. Với tư cách là tổng giám đốc SCB, bị cáo biết rõ tình hình tài chính rất xấu của ngân hàng mình. Tại sao không có biện pháp nào xử lý mà lại tham gia vào việc đưa hối lộ đoàn thanh tra, thẩm phán hỏi. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn lặng yên trong giây lát rồi trả lời. Bị cáo chỉ là người làm thuê. Người làm thuê thứ hai cho Trương Mỹ Lan bị xét hỏi là Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Bùi Anh Dũng dù là chủ tịch ngân hàng nhưng cũng chỉ làm thuê cho Trương Mỹ Lan và được hưởng mức lương 70 triệu đồng một tháng vào các năm 2013-2014. Sau này cao nhất là khoảng 500 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, Dũng còn được bà Lan cho 500.000 cổ phiếu trị giá khoảng 5 tỷ đồng tại ngân hàng SCB. Vì giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền tại SCB, nên cuối năm 2020 và 2021, Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan tặng quà Tết mỗi lần 20 tỷ. Chỉ là quà Tết thôi mà 20 tỷ, bị cáo có thắc mắc về khoản cho này không? Chủ tọa hỏi. Bùi Anh Dũng nói rằng, bản thân nghĩ đó là quà Tết chủ cho nhân viên, chứ không nghĩ được nhiều. Không chỉ Bùi Anh Dũng có quà khủng ăn Tết, mà tất cả những người thuộc nhóm thân tín, anh em họ hàng có vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan đều được bà chủ tặng quà. Món quà lớn nhất Trương Mỹ Lan tặng phải kể đến nhân vật Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, được bà Lan thẳng tay biếu tặng 1.500 tỷ đồng. Để được nhận quà lớn như thế, Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.752 tỷ đồng và gây thiệt hại 605 tỷ đồng tại ngân hàng SCB. Hôm nay, đứng trước tòa, bị cáo Dương Tấn Trước trình bày có quen biết Trương Mỹ Lan từ năm 2020, biết bà Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho. Được cho hàng ngàn tỷ nhưng hiện tại, Trước vẫn đang phải ôm nợ 1.000 tỷ đồng do đứng tên vay hộ bà Lan. Hôm nay đứng trước tòa, chủ nợ Dương Tấn Trước không quên đòi tại chỗ Trương Mỹ Lan khoản nợ đó. Bà Lan là con nợ, nhưng cũng là chủ nợ của rất nhiều người ở bên ngoài. Qua luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhắn con gái của mình gặp gỡ một số người đang thiếu tiền hoặc giữ tiền của bà để thu hồi, khắc phục hậu quả trong vụ án. Lời khai trước tòa của các cựu lãnh đạo ngân hàng SCB cùng chồng cháu, anh em của Trương Mỹ Lan đã cho thấy mối quan hệ chằng chéo, các phi vụ làm ăn mờ ám, phi pháp,
với những khoản tiền khổng lồ được phơi bày thật sự, làm người ta kinh ngạc. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan giữ thái độ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe những người làm thuê một thời của mình trả lời và trình bày trước hội đồng xét xử. Trong đó có lẽ đau xót hơn cả là chồng, cháu ruột cùng anh em họ hàng của bà Lan cũng đang phải hầu tòa. Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Bà Vân là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, được biết đến là người có ảnh hưởng lớn trong đế chế Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân được tin tưởng, giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại công ty cổ phần LaviFood để đưa vào hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý điều hành. Trong quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân công ty LaviFood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn thống nhất chỉ đạo Trương Huệ Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh, mua bán nông sản với công ty LaviFood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ ngân hàng SCB để sử dụng cho các mục đích của hai người. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay để tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Trương Huệ Vân được cơ quan điều tra xác định là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, nhận thức rõ hành vi phạm tội, tác động gia đình nộp tiền để khắc phục hậu quả. Tại tòa, chủ tọa đề nghị bị cáo Trương Huệ Vân cho biết mối quan hệ và lý do làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân nghẹn ngào rớm nước mắt trả lời. Do sống cùng cô ruột, bị cáo Trương Mỹ Lan từ nhỏ, được cô cho ăn học, làm việc nên coi cô như mẹ, do đó tin tưởng tuyệt đối và đã làm theo chỉ đạo của cô, không dám cãi lại. Về phần Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, tham gia phiên xét xử, trả lời bằng tiếng Anh và có phiên dịch, ngồi ở hai hàng ghế khác nhau và bị che chắn bởi cảnh sát bảo vệ, bị cáo Chu Lập Cơ rất ít khi nhìn sang phía bên trái nơi có vợ mình. Cũng như bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ nhờ luật sư gặp con gái, nói với con gái đi thu hồi các khoản tiền bên ngoài mà người ta đang nợ để về khắc phục hậu quả mà mình đã gây ra trong vụ án. Như vậy, cả hai vợ chồng Lan, Cơ đều ý thức được những sai phạm mà mình đã gây ra, đều biết rõ hậu quả để lại nặng nề và dai dẳng đến mức nào. Trong vụ án này, bị cáo Chu Lập Cơ được xác định giữ vai trò giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột số tiền hơn 9.000 tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Chu Lập Cơ là cổ đông chính khi có 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng các tài sản ở Times Square để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty để bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan. Số tiền mà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ ngân hàng SCB rất nhiều, những con số ngàn tỷ đồng xếp hàng dài trong bản cáo trạng. Nhưng điều khó tưởng tượng hơn chính là những âm mưu, thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan dựng lên thành hệ sinh thái lừa đảo kéo dài suốt 10 năm trời. Ở đó có gia đình, anh em dòng họ của Lan, có hàng loạt cán bộ ngân hàng,
thanh tra, kiểm toán cùng các đại gia máu mặt trong giới làm ăn kinh doanh thương trường. Tất cả đã gục ngã trước cám dỗ quá lớn của tiền bạc mà bị cáo Trương Mỹ Lan ra tay sắp xếp cho cuộc chơi này. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Định Kiến. Bé Bảo co vào góc giường, hai tay bịt hai tai, nước mắt còn đọng trong đôi mắt to tròn, đen lay láy. Nó nhìn bà nội đang một tay giơ chiếc dĩa trong, có món chè chuối, tay kia cầm chiếc muỗng cán gỗ, đưa miếng chuối lớn xuống dĩa, miệng bà vẫn gay gắt. Cô thì biết gì mà nói, đứa con nít nào mà không thích đồ ngọt. Ba nó ngày xưa khoái món này nhất, suốt ngày ăn chè chuối thay cơm. Người miền Tây ai mà không khoái béo dừa, ngọt chè. Tới má nó ngày xưa còn thích món này. Dĩa chè và cái muỗng đưa sát vào mặt Bảo. Nước mắt nó trào ra đôi gò má, nó buông tay khỏi tai khi những lời lầm bầm của bà nội gần sát tai nó. Có phải mẹ thiệt đâu mà kiếm chuyện o bế hoài, ai không biết mấy trò với con không đẻ. Mấy đời bánh đúc có xương, làm bộ hiểu biết quan trọng hóa vấn đề. Bảo nhìn về phía má nó đang đứng cách giường một khoảng, đôi mắt má cũng đang ậng nước, hai bàn tay má đang xoắn vào nhau trước đùi. Vài lần tay má đưa ra chiếc dĩa như muốn giằng lại, không cho cái dĩa tiến gần hơn vào Bảo. Nhưng rồi má lại hạ tay xuống. Bảo đứng bật dậy chạy về phía má, nó ôm chặt cổ má rồi mới òa lên khóc. Dĩa chè chuối ụp xuống giường khi cánh tay mũm mĩm của nó chạm phải, tung tóe trên tấm drap hình siêu nhân, nhầy nhuộm món ăn mà Bảo ghét nhất trên đời. Món chè chuối nước cốt dừa mẹ nó từng rất thích ăn. Mỗi lần nhìn thấy món đó, nó lại nhớ đến ánh mắt âu yếm và nụ cười rạng ngời của mẹ. Nhưng món chè chuối cũng là ký ức kinh hoàng, ám ảnh nó. Mẹ gục đầu, mặt úp vào chén chè chuối, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mùi ngọt ngọt, hơi chua của chuối nấu, ngậy ngậy béo bùi của nước cốt dừa và đậu phộng vương đầy trên mẹ, thấm vào mẹ. Mái tóc dài đen mướt của mẹ xõa tung, vương đầy thứ nước trắng ngà, kèo kẹo bết dính. Họ Bảo mẹ bị bệnh chi đó nặng lắm, khiến mẹ luôn muốn tự vẫn. Bảo thì chỉ thấy mẹ luôn lặng lẽ, mẹ chẳng làm phiền ai bao giờ. Mẹ cũng không to tiếng như mẹ của những đứa trẻ khác trong xóm. Mẹ hay ngồi yên ngắm Bảo, thi thoảng cười âu yếm và khóc. Trong những cơn mơ của Bảo sau đó, khuôn mặt mẹ có khi đang tươi cười, lại đột ngột nhòe nhoẹt nước mắt hoặc thứ nước nhễu nhão của món chè ấy. Tới khi ba đưa má về chăm sóc Bảo, những cơn mơ và nỗi sợ hãi mới bớt. Bảo dần quen với khuôn mặt má trìu mến, những món ăn má làm và sau này quen với hơi ấm của má khi má ôm Bảo vào lòng. Ba nói má sẽ ở cùng hai cha con thay cho mẹ vì bây giờ mẹ đang sống vui vẻ trên thiên đàng. Bảo không biết thiên đàng của người lớn có khác với thiên đàng mà Bảo thường coi trên TV hay không. Nhưng Bảo biết chắc chắn ở nơi ấy, mẹ sẽ không khóc và buồn nhiều như khi mẹ ở nơi này. Nỗi nhớ mẹ dần thay bằng những câu chuyện má hay kể Bảo nghe mỗi đêm. Những câu chuyện mà Bảo chưa từng được nghe mẹ kể. Trong đó mái nhà có những người mẹ và những đứa con khác hẳn với mái nhà trước đây Bảo cùng ba mẹ sống, nhưng lại giống với cuộc sống ấm áp hiện tại. Bà nội dùng tay hốt mớ chè bầy nhầy trên giường Bảo trở lại dĩa. Má ôm chặt đầu Bảo vô ngực, tiếng bà nội văng vẳng vọng vào tai Bảo. Mấy đời bánh đúc có xương, bày đặt ra cái điều đạo đức giả. Coi cô lấy lòng con trai cháu nội tôi được tới khi nào. Hứ, thứ đồ xảo quyệt. Má ôm thốc Bảo ra nhà trước, rồi ra ngoài hàng ba. Nước mắt má rơi xuống mặt Bảo. Gặp gió mát mát, má đưa tay lau nước mắt trên mặt má. Tay nó vòng ôm lấy cổ má, miệng thì thào. Má ơi, má đừng khóc. Bảo yêu má, mai mốt lớn, Bảo sẽ nuôi má, nhìn má. Má gật, ôm Bảo chặt hơn. Mùi thơm của món tôm diêm cốt dừa, món ăn Bảo thích nhất. Má vừa nấu cho bữa chiều thoảng nhẹ. Bảo đã không còn nhớ mùi món ăn nào ngày trước khi ăn cùng mẹ. Có lẽ bởi mẹ chẳng mấy khi nấu ăn. Đa phần chỉ gọi món trên điện thoại hoặc lấy từ tủ lạnh những món làm sẵn rồi hâm bằng lò vi sóng cho Bảo ăn. Ký ức mờ nhạt lẽ ra chỉ còn những điều Bảo muốn nhớ, chiều nay bị bà nội khuấy động, khiến Bảo cảm thấy nghẹt thở. Bảo thiếp đi trên vai má, nước mắt khô dần trong mùi hương của món tôm diêm. Bà và bà nội đang nói chuyện, tiếng vọng từ phòng ăn lên phòng ngủ của Bảo khá rõ.
chắc ba giận lắm. Chưa bao giờ bảo thấy ba to tiếng như vậy. Má vừa phải thôi. Ngày trước má không đồng ý con cưới mẹ thằng Bảo vì cô ấy mồ côi. Cô ấy sinh con. Má cay nghiệt từng lời ăn tiếng nói, tới miếng ăn hàng ngày cũng bị má lấy cớ để đai nghiến. Không chỉ cô ấy mà cả con cũng phải chịu đựng áp lực từ má. Má có biết căn bệnh trầm cảm sau sinh của cô ấy có má góp phần không nhỏ. Con đã phải sống và sẽ phải sống trong sự ân hận vì đã quá mải kiếm tiền mà bỏ lơ thứ tâm bệnh của mẹ thằng Bảo, tới nỗi để cô ấy phải ra đi trong cô đơn đau khổ. Phải thế nào má mới vừa lòng hả dạ? Sao không có người phụ nữ nào con yêu thương làm má hài lòng vậy? Bộ má muốn con phải cô độc, thằng Bảo phải chịu cảnh côi cút, không ai chăm sóc má mới ưng bụng. Mày thì giỏi rồi. Ngày đó tao ưng cưới con gái bà Mười nở cho mày, mà mày chê. Nhà người ta giàu có, gia sản vựa trái cây vựa cá, thêm cả đoàn ghe lưới, thì mày về làm rể có phải lo cái ăn cái mặt, bạc đầu như lấy mẹ thằng Bảo không? Cái số nó may mà nó sớm tự giải thoát, chứ không cả cha con mày cũng tiêu. Sao má có thể ác miệng tới vậy? Con thương cô ấy. Má có không thương cô ấy thì vì con, lẽ ra má cũng nên bớt cay nghiệt chứ. Dù sao cô ấy cũng là vợ con, là mẹ thằng Bảo. Má có biết bao lần cô ấy phải uống thuốc để ngủ sau mấy lời má nói không? Má có biết món chè má ép cô Bảo ăn chiều nay là thứ khiến nó sợ hãi nhất trên đời không? Tao biết nên tao mới luyện cho nó hết sợ. Ngày xưa tao nuôi mày, dị ứng hay sợ hãi gì, tao cho ăn hoài là thành quen. Với vợ với con cũng vậy, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, không lẽ mày không biết? Má cũng từng làm dâu, làm vợ, sao má cay nghiệt đến tàn nhẫn như vậy? Má đừng lấy lòng mình, đo lòng người. Vợ con hiện giờ đồng ý lấy con vì thương thằng Bảo. Lẽ ra má phải trân trọng cô ấy gấp đôi vì tấm lòng cô ấy với cháu má, con má. Lẽ nào ngoài mấy thứ gia sản, địa vị tầm thường mà má quên những lời má dạy tụi con về nghĩa nhân sau má? Tao không có quên, nhưng... Không có nhưng gì hết, vợ con hiểu, con trọng, con sẽ nuôi dạy. Bảo nghe tiếng bà nội khóc, nó mở cửa, rón rén tới ngồi cạnh cầu thang nhìn xuống. Tự dưng nó thấy thương bà nội, tóc bà nội bạc nhiều. Nó nhớ bài hát đầu tiên, nó biết hát có câu: "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm." Chính là bà nội dạy nó. Ngoại trừ những lần bà nội nói chuyện trước đây khiến mẹ khóc, nó thấy ghét bà nội, nhưng bà nội luôn mua cho nó những món quà nó thích. Và đặc biệt, nó còn thích nghe bà ca vọng cổ, nghe bà kể chuyện miệt vườn, những câu chuyện hấp dẫn trí tưởng tượng của đứa trẻ thị thành. Mà mỗi khi nó kể lại, tụi bạn cùng lớp cứ mở tròn mắt, há hốc miệng mà nghe. Nước mắt nó tự dưng chảy dài. Nó không biết chuyện mâu thuẫn của người lớn nghiêm trọng ra sao. Nó chỉ muốn vui cười và cả nhà ai cũng vui cười. Nó không muốn bà nội nói những lời làm má khóc. Nó cũng không muốn ba to tiếng để nội khóc. Nó rối rắm. Đừng khóc bé yêu, rồi bà nội sẽ hiểu ra thôi con. Mọi người đều yêu thương con, Bảo à. Giờ má đọc chuyện cho con nghe nha. Tiếng má đều đều. Khi câu chuyện của ba chú heo đến hồi kết thì mắt nó cũng díp lại. Trong giấc mơ của nó đêm đó có ngôi nhà bé nhỏ của ba chú heo ấm áp như bàn tay má đặt lên trán nó. Gương mặt heo mẹ thấp thoáng nụ cười trên gương mặt mẹ, mà giống cả gương mặt má vẫn cúi xuống, hôn lên má nó mỗi đêm. Bảo co ro với tấm mền phủ lên che đầu. Đêm trong bệnh viện sáng trưng, mọi vật đều màu trắng. Chiếc giường nó đang nằm cũng trắng lạnh, chứ không ấm như giường nhà bà nội. Nó thấy sợ, ban đầu nó không nhớ gì cả. Chỉ hoảng hốt khi không thấy ba má đâu hết, rồi nó nhớ lại, nó và má về ở chơi nhà bà nội. Má và nó bắt cá lấp đầy bùn đất dưới con rạch trong vuông dừa, những con cá trạch trấu tròn lằn, trơn nhẫy. Những con cá rô đồng bụng vàng hươm có cạnh vây sắc lẻm và lớp vảy lấp lóa làm tay má chảy máu. Còn có cả đám vịt xiêm luôn miệng kêu khi má con nó đuổi bắt. Tụi vịt chạy nhào xuống ao trốn, khiến bà nội phải lấy xào xua lên rồi túm cổ hai con nhốt. Bà nội nói má khoái ăn bánh canh bột sắt nấu vịt xiêm với nước dừa dão. Bà nội còn cười, lẩm bẩm. Hồng ngờ cái đứa con gái thành phố yểu điệu, tối ngày lo việc văn phòng, lại thèm toàn món vườn giặt.
Má nó làm món ngoài vườn còn dành hơn mấy đứa gái quê dưới này, hèn chi cha thằng Bảo khoái. Từ ngày nhà nó về quê, thái độ bà nội cứ đổi từng ngày. Hôm đầu tiên, ba má dẫn nó vô nhà thắp nhang cho ông nội. Chào bà nội thì bà ngoảnh nhìn ra đường không thèm đáp. Má dẫn nó ra đìa. Bà dạy nó câu. Con cá lóc đầu tiên nó giật lên, to hơn cườm tay khiến nó khoái quá. Má kêu nó đem vô khoe bà nội. Nó chưa kịp chạy vô tới nhà thì đã thấy bà nội le te bước xuống hè, chụp con cá còn đang quẫy, dạy nó gỡ lưỡi. Mọi thứ ở quê đều thú vị và mới lạ, khiến Bảo thích chí luôn chân luôn tay. Ba để má và Bảo ở quê, về lại thành phố làm việc. Má theo chân bà nội hái rau dưới đìa, bắt dâu rượt Bảo chạy, khiến bà nội cười ngặt nghẽo. Má trụm bếp bằng củi lá quanh vườn, lò ghẹ dính trên mặt má khiến cả ba người nhìn nhau cười bò. Mỗi ngày trôi qua thiệt nhanh với rất nhiều khám phá về khu vườn của nội và con sông gần nhà. Tiếng lách cách của dụng cụ y tế trên chiếc bàn inox đẩy từ cửa phòng khiến Bảo sợ hãi. Bảo sợ trích lắm, nhất là lúc chỉ có một mình. Những lúc như thế dù sợ, nhưng Bảo sẽ không khóc đâu. Nó chỉ muốn khi gặp má, nó khoe má rằng nó đã rất dũng cảm. Bảo vừa trích thuốc xong thì má dìu bà nội vô phòng. Cánh tay má còn chiếc băng cá nhân che vết kim lấy máu, da quanh đó còn bầm tím. Bà nội lập cập, chân run run không vững, nhưng dáng bước lẹ về phía giường Bảo. Bà ôm chầm lấy Bảo, rồi kéo tay má ngồi xuống bên cạnh. Mắt bà ứa nước nhưng miệng như cười khi nói, Bảo ơi, con sống rồi, nếu con có mệnh hệ nào thì bà nội ân hận lắm. Kìa má đừng nói vậy, chỉ là hai bà cháu bị sốt xuất huyết thôi mà, lỗi tại con chủ quan. Con có lỗi gì đâu, nhờ con mà thằng cháu của má mới được sống. Nhờ con mới có tiểu cầu kịp thời tiếp cho nó lúc nguy kịch. Trong lòng má xưa giờ nhiều định kiến, khiến má gây lỗi lầm quá nhiều. Mấy thứ đó đã hại chính con cháu ruột thịt của má. Má ân hận lắm. Má xin lỗi vì đã nói nhiều điều khiến con buồn. Thôi mà má hiểu lòng con với ba con bé Bảo là con vui rồi. Tụi con chỉ mong có má, được má yêu thương để bé Bảo đủ đầy. Bảo ngơ ngác. Nó muốn nói về việc dũng cảm khi trích thuốc một mình mấy ngày này ra sao, nhưng dường như những lời đối đáp của má và bà nội khiến nó quên mất là mình muốn nói gì. Nhưng nó thấy vui vô cùng, tâm trí nó nhớ đến trái bếp bằng làn khói của nội, tâm trí nó cứ vương vấn tiếng cười sảng khoái của nội, trong vắt của má hòa cùng tiếng hét vui lanh lành của nó. Nó muốn mình mau khỏe, cùng má đến thăm mẹ và nắm tay má bước trên vạt cỏ xanh mướt nơi con sông cạnh nhà nội. Bảo tủm tỉm cười, lau những giọt nước mắt trên má của cả nội và má. Ngoài cửa sổ, nắng đang reo vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!